Thì có một vài vị hỏi là thỉnh sách ở đâu, thì Nhân cũng có gửi tin nhắn cho quý vị đó về với cô Tuyết, cô Trần Thị Ngọc Tuyết nha quý vị. Chúng con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ. Dạ. Hôm nay chúng ta học về cái bài kinh tiếp theo, mà nói là bài là kinh nhưng mà thật ra đó là một đoạn, một trích đoạn, một trích đoạn của kinh Sa Môn Quả. Cái duyên sự của bài kinh này đó là vua A Xà Thế, vua A Xà Thế tức là vị vua hùng mạnh thứ hai tại Ấn Độ lúc bây giờ, ông mạnh nhất là vua Pasenadi, là ông cậu ruột của vua A Xà Thế, và cái ông vua mà mạnh thứ hai đó là vua A Xà Thế. Vua Ba Tư Nặc, vua Pasenadi thì ổng có cái kinh đô ở Savatthi, chỗ chùa Kỳ Viên. Còn ông cháu á, là A Xà Thế, là ổng là cái kinh đô của ổng là Rajagaha, chỗ chùa Trúc Lâm. Hai cậu cháu đều là Phật tử. Ông cậu á là Pasenadi vì sao thành một vị Phật chánh đẳng giác, còn ông cháu là A Xà Thế sao thành một vị Phật độc giác, tên là Vichitavi. Thì do chơi với bạn xấu, nghĩa là do chơi với ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông suối dại, cho nên ông A Xà Thế ông đã giết cha. Đấy, ông giết cha. Thì chuyện đó nó bán tắt vậy đó. Mà trong chú giải ghi đó là kể từ lúc ông giết cha đó, là ông bị thường xuyên cái chứng, ông bị thường xuyên bị cái chứng mất ngủ, ngủ cũng được. Này, ngủ cũng được. Tức là một ngày ông cứ ngủ chập chờn có một ít thời gian thôi. Khổ lắm, cái bệnh mất ngủ, mà triền miên, bạn mãn tính, khổ lắm. Thì có cái đêm trăng đó, ổng nhìn thấy trăng đẹp quá, ổng muốn ông dành cái đêm trăng này để mà sống tâm linh. Thì ổng mới hỏi mấy vị triều thần đêm nay là cái vị tôn sư nào ở chung quanh đây để cho mày chậm đi đến chậm tham vấn học đạo. Thì nhiều vị gợi ý, mà đặc biệt là trong đó có một gợi ý là nên đến gặp Đức Phật. Và ông A Xà Thế đã đến gặp Phật. Ông hỏi về cái ý nghĩa, cái cứu cánh, cái mục đích của cái đời tu. Thì Đức Phật này đã giảng cho vua nghe cái bài kinh này. Bài kinh nó dài lắm mà con tự đọc trong trường bộ bài số 2 nha. Đây tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Thì ngài nói cái ý nghĩa của đời tu là bắt đầu từ một cái niềm tin. Niềm tin vào cái thiện ở đời. Và tiêu biểu cho cái đối tượng mà tin tưởng đó chính là Đức Phật. Và cái hành trình tu học nó bắt đầu là từ cái giới định và tuệ. Giới là tức là cái sự kiểm soát đối với thân nghiệp và khẩu nghiệp. Còn định ở đây tức là cái khả năng là tập trung tư tưởng. Còn tuệ đây tức là cái khả năng quan sát thấu suốt. Quan sát thấu suốt. Bởi vì một cái ngọn đèn mà nó bị chao gió, không? Thì nó không có cái ánh sáng, nó không có ổn định. Này, cái định nó quan trọng nên nó kèm cái ngọn đèn tâm mình cho nó ổn cố, nó ổn định, này nó bình ổn, này rồi cái ánh sáng trí tuệ nó mới phát huy được. Này, mà cái đèn mà nó dơ dầu mà cặn thì cũng không được, cho nên phải có giới, giới rồi phải có định. Định tức là cái bóng đèn, cái bóng mà chụp vô gió được nó thổi chứ, không? Và lúc đó bây giờ mới cả ánh sáng của đèn tức là tuệ mới làm việc được. Thì cái hành trình tâm học đó được Đức Phật ngài giảng trong cái bài kinh Sa Môn Quả. Và trong chú giải nói đó là sau khi mình nghe xong cái bài kinh này đó, thì vua hoan nghỉ, vua mừng lắm. Và Đức Phật dạy rằng lẽ ra đó là vua đủ sức để chứng sơ quả, chứng tu đồ quần ngay sau khi nghe bài kinh này. Nhưng mà vì vua đã giết cha đó, này, cái trọng nghiệp nó lớn quá, cho nên là vua tiếp tục cái trầm luân sa đọa. Và trong cái hành trình mà trầm luân sa đọa đó thì vua đã chuyển nguyện thành một độc giác, tức là tự mình chứng ngộ trên không thầy dưới không trò. Rồi. Và sau khi nghe bài giảng này rồi đó, tuy không có chứng gì hết nhưng mà vua đã dứt hẳn cái chứng mất ngủ, mất hẳn, không còn bị mất ngủ nữa. Đấy. Không còn bị mất ngủ nữa. Đại khái như vậy. Thì còn người Phật tử mình hôm nay thì sao? Mình thì không có giết cha, nhưng mà mình cứ mỗi lần nghe kinh là mình buồn ngủ, cũng để hay. Vua là bị mất ngủ, ông nghe kinh xong ông về, ông được bình tâm, nghe được ổn định tâm lý,
có được những giấc ngủ sâu. Còn Phật tử mình giờ thì mình đâu có trọng nghiệp gì ghê gớm đâu, nhưng có cái mỗi lần mất ngủ, nhưng mà mở băng giảng ra là ngủ đã luôn, không? Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình là mình đã nói là cái bài giảng hôm nay là một phần trích đoạn của cái kinh Sa Môn Quả mà tôi vừa giới thiệu, không? Thì ở đây tôi phải điểm sơ một chuyện thế này. Bà con ở trong room này nè, nói riêng và tất cả bà con nào mà để mắt ghé cái tai vào cái bài kinh này nói chung, thì mình sơ sơ đó, mình thoạt đầu mình thấy bài kinh này nói về năm truyền cái, không? Rồi nói về các tầng thiền, mình thấy hai cái đề tài này nó rất là khô khan, khó hiểu. Và đồng thời mình thấy cơ hồ nó có vẻ như là nó không có mắc mớ gì mình hết. Bởi vì mình thời này mình sống vật lộn với phiền não, không? Cái chuyện mà mình trừ được năm triền nó không phải chuyện dễ. Năm triền là gì? Mới giảng xong nè. Cái triền cái thì tức là cái mà nó ngăn che cái trí tuệ của mình ấy, ngăn che thiền định mà ngăn che cái trí giải thoát ấy. Thì nó gồm năm cái, đúng là năm cái đó chính là tham sân si chứng có vậy trơn. Nhưng mà trong trường hợp mà nói về cái tác hại ngăn che đó thì cái tham sân si nó phải được kể rõ ra là năm để cho nó sáng dễ thấy vấn đề, không? Thì cái thứ nhất là cái dục ái, cái tham dục ấy, cái đam mê thích thú trong cái cảnh này cảnh kia, cái đam mê cái thích thú đó là cái là một cái thứ ngăn che, không? Mà các vị phải đồng ý với tôi chuyện đó, chính cái thích nó làm cho mình ngu đi, làm cho mình mụ người đi. Có tức là lẽ ra trắng mình thấy là trắng, đen thấy là đen, nhưng tới lúc mình thích thì cơn rồi thích lên rồi đó thì mình nhìn vấn đề nó bị lệch lạc đi. Đấy. Cứ chạy theo cái thích, thỏa mãn cái thích, làm chuyện gì mình cũng làm hết, cho nên bản thân cái thích nó là một thứ bất thiện. Này nhớ nha, mình khổ là vì mình thích cái này thích cái kia, không? Chứ một cái người mà hiểu đạo và đặc biệt là liễu đạo, cái gì mà hành trình tu học nó có ba: hiểu đạo, hành đạo và liễu đạo. Thì ngay trong giai đoạn mà hành đạo, giai đoạn số 2 đó, thì mình đã hiểu được không có gì để thích và không có gì để ghét. Chính cái thích cái ghét đó là nó đọa đầy cái chúng sinh ở đời này, không? Có thích thì phải đương nhiên là có ghét. Mình thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại, không? Cho nên cái đầu tiên là cái tham dục đó, nó là một cái thứ phiền não ngăn che cái trí tuệ của mình. Thứ hai là cái bất mãn, không? Thích, thù, ghét, sợ, mấy cái này nói chung là nó là sân, nó là bất mãn. Thì cái này cũng là một thứ phiền não mà nó ngăn che cái trí tuệ của mình. Và tại sao trí tuệ nó quan trọng? Là bởi vì không có trí tuệ mình sống như một con thú vậy. À, sẵn đây tôi cũng nói luôn là kỳ trong cái bài gì, cái phần kết của bài giảng vừa rồi đó, thời gian không có, cho nên tôi chỉ nói vắn tắt mà nó hơi nặng lời làm cho bà con bị sốc. Tôi nói rằng đó là mình mà cắm đầu thờ phụng mình thần tượng một ông thầy thì cái đó rất là thú. Tôi chỉ nói thế đó thôi, tôi không làm giải thích nữa. Thì bà con thấy tại sao ông sư giảng mà tại sao ông nói nặng không phải? Thú đây là gì? Con chim nó hoàn toàn có khả năng nó bay, con cá nó hoàn toàn nó có khả năng nó lội, và con thú nó hoàn toàn có khả năng nó đi nó chạy, không? Con nào nhỉ? Nhưng mà khi mà nó đã quen với cái chuồng củi lồng chậu rồi đó, không? Thì nó sẽ sống như lối mòn. Người ta có cho mình coi một cái bức ảnh rất là ý nghĩa, một con voi con nó bị xiềng chân bằng cái sợi dây xích nhỏ xíu, và con voi đó theo năm tháng nó lớn dần lên thì cái sợi dây xích nó vẫn là sợi dây xích đó thôi, nhưng mà trong cái tâm khảm, trong cái đáy lòng của con dơi, con voi đó, là mình đang bị xiềng. Lẽ ra đó bây giờ mà nó chỉ nhấc chân lên cái là đứt sợi dây xiềng đó rồi, nhưng mà không, vì trong đầu của nó là mình đang bị xiềng. Và thế là bây giờ, lúc bây giờ cái xiềng nó không phải là cái ràng buộc vật lý nữa, mà nó đã là cái ràng buộc tâm lý. Ghê. Phải đến một lúc nào đó con voi đó nó nổi giận hoặc là nó sợ hãi đó, thì nó mới vùng thoát được. Lúc đó nó mới lúc bây giờ cái mà nó đối phó chỉ là cái sợi dây vật lý thôi, chứ không phải là sợi dây tâm lý nữa. Thì lúc đó cái tâm lý nó lúc đó nó chỉ còn sợ và giận thôi, thì lúc đó nó mới thoát được. Này nhớ cái đó, chứ không thôi bà con nói tại sao ông thứ pháp ông hung dữ, ông nặng lời, khi mình cắm đầu mình thờ một vị thầy có nghĩa là mình đã đổ khuôn, trong khi cái trời đất bao la Phật pháp thì mênh mông, mà tại sao mình lại tự đóng khung mình vào trong một cái quan điểm, một cái lập trường của ai đó? Thì cái đó đúng là mình đã quen với là lòng chậu chuồng củi rồi,
không? Đó, ý tôi nói thú nữ vậy đó, mà không giải thích nên nó đâm ra nó nặng giống gì hết. Chứ quý vị tôi mua lòng cũng hết, chứ mắc gì tôi chửi bới nặng lời là mất lòng tôi được cái gì? Không? Quý vị nuôi cơm tôi mà, à, có ai dạy đập nồi cơm mình đâu, đúng không? Nhưng mà có điều là mình vì nhiều khi nó pháp phải nói thật, nói thật là nhiều khi nó đau. Đấy. Anh con mà sát cái vết thương mà sao nó không rát? Đấy. Chứ quý vị tôi nịnh cũng hết. Đấy. Thì là cái này đó, xong cái chuyện vừa rồi không? Chỉ lạc đề một tí mình quay trở lại. Thì mình ôm lại năm thứ phiền não, không? À. Tức là thích tùm lum nó cũng là một thứ ngăn chuyện ngăn trở cái trí tuệ. À. Mình sống mà không có trí là coi như mình sống như con thú rồi, nó mịt mù, sống như bản năng. À. Thứ hai là bất mãn cũng là thứ phiền não. Và cái thứ ba là hôn tụy, có nghĩa là cái biến lười giả dự muốn yên nghỉ, thì đó cũng là thứ phiền não. Mà bữa đó tôi đã nói rồi, cái hôn tụy này nó kinh dị lắm, nó tàn phá cả một cuộc đời của cá nhân, của gia đình, của xã hội, của đất nước và của dân tộc. Cái hôn tụy ghê, một cái đất nước, một cá nhân, một xã hội mà gồm toàn mấy con người mà nó ăn rồi nó cứ lử đử, nó không có năng động, nó không có tích cực, nó không có song sáo. Này. Thì cái đất nước nó không khác, không? Đấy. Còn trong cái đời sống của một hành giả mà không có năng động, không có tinh tấn mà cứ lường đừ muốn nằm lăn qua trở lại, không? Thì cái đó là mới khác. Hôn thủy nó đập vậy đó. Hôn thủy là cái thứ tư đó là cái trạo hối. Trạo hối này nó gồm có hai thứ phiền não. Trạo là trạo cử, là phóng dật lăng xăng quá tập trung. Còn hối đó là dây rứt với những cái chuyện cũ, những chuyện mình đã làm hoặc là mình không làm, những cái chuyện mình đã nói và mình không chịu nói ra, những cái điều mà những suy nghĩ không nên có và những suy nghĩ cần có, những suy nghĩ cần có mà mình lại không nghĩ ra, những suy nghĩ không nên có thì mình lại có, ví dụ như vậy. Thì như vậy thì cái đó gọi là hối, không? Rồi. Rồi cái cuối cùng là hoang mang nghi hoặc. Hoang mang cái gì? Hoang mang là không biết cái con đường mình đang đi là có đúng không, mình tu như vậy có đúng không, cái sư phụ dạy có đúng không. Đó, cái hoang mang trong trường hợp này nó chỉ tới đó thôi. Còn ở một trường hợp khác thì cái hoài nghi là hoài nghi Phật pháp tăng, hoài nghi giáo pháp, hoài nghi con đường hành trình, được lâm hết không? Nhưng mà trong cái hoài nghi này nè thì nó chỉ nghĩa đơn giản là hoang mang nghi hoặc về cái con đường mình đang đi thôi. Thì năm cái này nó là năm thứ phiền não, nó ngăn trở trí tuệ của mình, ngăn trở thiền định luôn. Rồi. Đó. Thì nó quan trọng như vậy đó, cho nên là cái bước đầu của người tu là phải làm việc mấy năm ngày trước. Đấy, muốn đắc thì giới là được, mình tu giới thì mình chỉ có niềm tin và chỉ có cái quyết tâm là được, nhưng mà cái định là bắt buộc phải dàn xếp năm môn này, không? Rồi lấy định nó làm nền tảng cho tuệ. À, như vậy phải dẹp xong môn này mới có định và tuệ. Thì trong cái bài giảng tuần trước tôi có nói rồi, Đức Phật ở trong cái kinh Sa Môn Quả này nè, Ngài có nói rất rõ cái một cái nội tâm mà nó kinh này và kinh Sankaravá luôn nha, kết hợp hai kinh. Cái nội tâm mà nó bị phiền, bị cái thích đó mà nó chi phối, cái tâm đó nó giống như cái tô nước mà bị pha màu, mình không có soi mặt, mình không có soi mặt được. Đấy. Rồi cái nội tâm mà nó bị cái sân si bất mãn, không, sân hận cộc cằn, nó chi phối đó, thì cái tâm nó giống như nước sôi, mình cũng soi mặt mình được. Đấy. Cái nội tâm mà coi như bị hôn thủy, giả dự lười biếng thì nó giống như nước bị rong rêu vậy đó, cũng làm gì được. Cái nội tâm mà bị trạo hối phóng dật ấy, thì nó cũng giống như là cái nước mà bị gợn sóng lăn tăn, cũng soi mặt được. Đấy. Cái tâm mà nó bị có hoài nghi hoang mang, nó chi phối không giải quyết dứt điểm để tìm được câu trả lời. Đấy. Để tiếp tục tu tiếp, đó, phải không? Thì cái tâm nó giống như là nước mà bị vẩn đục bởi bùn sình vậy đó. Đó, một ví dụ. Rồi đó là trong kinh Sangharava, trong tăng chi, không? Còn trong kinh này thì ngài ví dụ cái tâm trạng của cái người mà bị tham nó chi phối đó. Bị thích này thích kia nó chi phối đó. Sống nhiều với cái thích đó, không? Thì ngài nói cái người đó sống luôn luôn sống bằng tâm trạng của một người nô lệ. Người mắc nợ. Mắc nợ là sao? Tức là mình cứ luôn luôn mắc nợ là mình, cách mình trả. Ở mình thích thì mình phải luôn luôn mình được cách mình thỏa mãn cái mình thích. Như vậy thì cái người mà mình thấy là người giàu ấy, thật ra là, coi chừng đó là chính là một con nợ lớn. Cái người giàu mà tham nhiều coi chừng, nghèo thì khỏi nói rồi, nhưng mà người giàu á mà tham nhiều cũng vẫn là một con nợ lớn, chứ đừng nói nghèo mà thích tùm lum là con nợ đúng rồi.
Nhưng mà mình giàu, mình sống bằng cái tâm tham khao khát, giống như một vị thiền sư. Trong lúc ngồi thiền, có một con ngạ quỷ nó tới. Cái con ngạ quỷ nó tới. Thì nó nói rằng, con đã lâu rồi con bị đói, bị khát. Mà sao lạ lắm. Mỗi lần con nhìn ngài, con quên đói, quên khát. Thì vị thiền sư mới nói thế này. Con ấy là ngạ quỷ, một đời đối khác. Đó. Nhưng mà tính ra con hơn con người nhiều lắm. Con ngạ quỷ nó nghe, nó trợn mắt lên, nó nhìn. Nó nói, trời ơi, con tưởng con khổ nhất rồi. Mà tại sao có người khổ hơn con? Mà nhất là con người là sao? Tại sao con người khổ hơn con? Thì vị thiền sư nói, con ấy khổ thiệt á. Nhưng mà con cả đời con chỉ có đói ăn khát uống thôi. Con chỉ đói, đói không được ăn mà khát không được uống. Cứ bị đói khát. Chứ con không có màng cái gì hết. Còn con người thì thấy nó vậy đó, nhưng mà nó khao khát về tình cảm, khao khát về tiền bạc, khao khát quyền lực, khao khát tiếng tâm, khao khát quan hệ xã hội, khao khát về nhan sắc, về sức khỏe, về cơ bắp. Nói chung nó khao khát đủ thứ hết. Nó từ nó mà vua mà cho tới thằng ăn mày, nó cả đời nó cứ khao khát hết cái này tới qua cái kia. Con không, con thì thấy khổ thiệt, nhưng con chỉ có cái là đói được ăn, người khác được uống, còn chỉ có bị ra cái vụ đói khác không gặp đâu. Chứ con đâu có cái vụ mà tương tư thương nhớ, thương mà phải xa ghét mà phải gần. Con đâu có màng cái vụ mà danh lợi tiếng tâm quyền lực. Con đâu có khao khát một cái địa vị quyền lực vị trí gì đâu, không. Con là tất cả là không. Ở với con tất cả đúng là cán bụi là bù sương, sướng quá. Con là sướng lắm, không. Con chỉ có một vụ một là đói khác thôi. Con là tính ra mà con hiểu được cái đó rồi, con là ngon lành lắm á. Con ngạ quỷ nó nghe như vậy, cái nhằm ngay cái lúc nó hết nghiệp, nó vui vì nó hiểu ra được cái lẽ đời quan trọng đó, và nó chết đi tại chỗ, nó thoát kiếp ngạ quỷ. Rồi bây giờ mình trở lại không? Thì chúng sinh trong đời này nó đủ thứ loại hết á. Từ những vị phạm thiên sống mấy chục ngàn đại kiếp, cho tới con ruồi, con muỗi, vi khuẩn, những loài sinh vật yếm khí, yếm quang, tức là những loài sống cái nơi không có ánh sáng và không có không khí, li ti, chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi hoặc là kính lấp, không? Tất cả chúng sinh thì gom gọn lại đó, chỉ là những khối năm quẩn và danh sắc bị cuốn hút vào trong cái vòng xoáy của tham thích và ghét sợ. Tùy cái trình độ của mỗi lớp chúng sinh, mỗi tầng lớp chúng sinh, mà mình thích cái gì, mình ghét cái gì, rồi mình theo đuổi cái đó. Chỉ vậy thôi. Mà có thể chúng sinh mở cõi thấp á, thì nó chỉ biết những cái nhu cầu thấp kém, không biết gì về tinh thần và tâm linh hết. Những chúng sinh cao hơn thì nó, cái nhu cầu của nó nhiều hơn, phức tạp hơn, cao cấp hơn. Và tổng chi lại thì chúng sinh trong đời nó có bốn cái nỗi sợ. Cái chúng sinh đầu tiên là sợ quả khổ. Sợ nghèo, sợ bệnh, sợ xấu, sợ la, sợ thương tích, sợ máu me, sợ bệnh hoạn. Gọi là cái sợ quả xấu. Cái hạng này thì nhiều lắm. Hạng này nhiều. Chó con mèo cũng thuộc về cái loại một. Có nghĩa là loại sợ quả xấu. Sợ bị người ta đánh, sợ bị tạt nước sôi, tụi lắm hết. Nói chung là con người mình sợ bệnh hoạn, sợ xấu xí, sợ nghèo khổ, sợ đói lạnh. Đó là sợ quả xấu. Cái hạng này thì kém lắm. Cái hạng mà sợ quả xấu là hạng này kém. Cái hạng thứ hai đó, khá hơn. Nó sợ nhân xấu. Có nghĩa là họ thấy sống ở trong cái tị hiềm, bụng xỉn, kẹo kiệt. Nó thấy sống ở trong cái mà hưởng thụ vật dục, sống ở trong cái lo lắng, ghen tuông, toan tính, tiểu tâm. Nó thấy nó mệt, nó ngán đó. Cái hạng này khác. Cái hạng này khổ nó chịu được, nhưng mà bắt nó sống trong cái khó, cái phiền não nó không có chịu. Khổ. Hạng thứ hai là sợ cái nhân xấu. Và nó biết là cái nhân này sẽ dẫn tới quả xấu, cho nên nó sợ. Có những người họ cần họ chịu được, nhưng mà họ ráng họ tu tâm để cho được cái phiền não. Hạng này được gọi là sợ nhân xấu. Nó khá là hạng một là cực kỳ thấp kém, không? Hạng hai là sợ nhân xấu. Hạng thứ ba đó, hạng này hiểm ác, hiểm dữ dội, là sợ cái quả lành. Là sao? Có nghĩa là như Bồ Tát Tất Đạt, hoặc là Thanh Niên Giá Xá, hoặc là như ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Sa La Phất Bồ Tát Liên. Mà sợ quả lành là sao? Cái chữ sợ ở cái số 1 với cái sợ số 2 này phải hiểu khác à nha, chứ không thể hiểu giống nhau được.
không được nha, không được sợ đến cái họ không có thích nó, không có thích nó, họ ngán ngẩm nó đó. Cái cảnh mà nhà cao cửa rộng rồi vợ đẹp con ngoan rồi cuối tuần bạn bè thân quyến tụ họp ăn nhậu ca hát không, rồi mỗi năm mới đưa vợ con đi vacation chỗ này chỗ kia rồi về Việt Nam mà thăm thú bạn bè rời mã hốt cốt làm tròn cái bổn phận trách nhiệm rồi trở qua bên đây điều hành 5-7 công ty nhà máy hãng xưởng nhà hàng tiệm nail tiệm phở quán ăn. Ô tới họ ngán cái đó lắm, cái đó là những người sợ cái quả lầm này. Họ thấy cái sướng thiệt nhưng mà họ thấy cái đó là một cái gì đó rất là nặng nề, bởi vì quả lầm nó có cái vấn đề này thế này. Cái quả lầm nó là cái hay ho đúng không, nói về thế gian quả lầm là những cái hay ho, những cái mà người ta ước mà đã nó hay ho thì sao, kiếm nó là một cái khó, mà có nó rồi để giữ nó lại là một cái khó, mà giữ không được thì nó khổ cực kỳ. Đó, đó cái quả lầm nó vậy này. Kiếm thì khó, mà có rồi giữ không phải dễ, mà giữ mà không được thì nó khổ trăm bề. Đấy. Nhưng mà cái hạn này nó còn ghê chỗ nào mà thấy là nó không đi về đâu hết, sống sung sướng ánh mấy rồi cái cuối đời đó, một là nó bị lạnh, hai là đi xa lăng, ba là nó đau tầm 7-3 đó trong người, nó cứ rim rứt hoài khổ. Họ biết, người có trí họ thấy, thấy bây giờ chỉ phải chuẩn bị đời sống tâm linh sao chứ giờ cứ cắm đầu gục mặt mà lo cho nhà cửa vợ chồng con cái rồi không, sự nghiệp gia sản rồi cuối cùng bữa nào nó cũng cùng, nó bị Alzheimer, nó bị mất trí nhớ rồi khỏi nói, còn không nó bị xe lăn, còn không nó chơi nó bị cái chứng gì đó đường ruột đường bao tử đường thận đường phổi gì đó ho hen rồi đau nhức riêng mình, mà nhất là ba cái bệnh thống phong, bệnh gao, bệnh gút, bệnh đó là phổ biến thấp khớp, bệnh đó là rất phổ biến người Việt mình, ăn mặn nhiều thì bị thận, ăn ngọt nhiều thì tiểu đường. Đấy. Còn ba ăn ba cái thứ mà hải sản thịt đỏ thì dễ bị gao bị gút lắm, đại khái như vậy, mà mình phải chuẩn bị. Đấy. Thì họ thấy hết cái điều đó, đâm ra họ ngán cái quả lầm, thấy bây giờ phải có tu rồi chứ còn mấy cái quả khổ nó ngán thiệt, nhưng mà nó có một cái như vậy mình chỉ biết sợ nó thôi, còn cái quả lầm nó nguy hiểm chỗ này, muốn có nó thì khó, giữ nó cũng khó, mà mất nó cũng khổ, mà cắm đầu hưởng thụ nó thì lại gieo nhân bất thiện khổ vậy đó. Quả lầm nó ác vậy đó, nhân lành thì nên làm, nhưng mà cái quả lầm không nên hưởng, nó thẳng luôn. Quả lầm mà liên hệ tới giải thoát thì ok, tự như quả lầm là điều kiện tu học, điều kiện cho tâm linh trí tuệ thì được, nhưng mà đó là hiếm. Mà đường thường cái quả lầm thì phải hiểu nó là nhan sắc, là tài sản, là quyền lực, là chức vụ, không là tình cảm, thì cái quả lầm này nó khổ lắm. Có nó thì lấy mắt nhìn thì sướng thiệt, nhưng mà theo trong Phật pháp đam mê quả lầm là chỉ có đi xuống, nhân lầm nên tạo nhưng mà không nên đam mê quả lầm, nó khổ vậy. Rồi cái từ đó nó mới dẫn đến cái hạng thứ tư, đó là chán luôn cái nhân lầm. Chán đây là sao, sợ là sao? Ở đây chán sợ đây nó không giống như người ta chán sợ cái chuyện bất thiện, mà chán sợ đây nghĩa là thấy rằng hễ còn có mặt ở đời thì còn khổ, họ chỉ mong cho dứt, đừng có nhân quả thiện ác nữa, đừng có nhân lầm quả lầm, đừng có nhân ác quả, không còn tái sinh nữa. Chỉ còn hễ mà còn có nhân lầm thì nó còn quả lầm, hễ còn có nhân lầm quả lầm thì nó còn có nhân ác quả, cứ như vậy là ngán. Đấy. Và trong kinh Tăng Chi Tương Ưng Phật ngài dạy thế này, giống như một miếng phân người đó, dầu tí tí mà nó nằm trên cái đầu cái tâm ấy, thì nó cũng đáng gớm. Quý vị có thử không? Lát bây giờ thử đi. Lấy miếng phân nó chấm cái tâm sẽ ra, nó chấm vô cái không? Thì quý vị tự quý vị coi cái miếng phân tí tí đó nó có đáng gớm, mình có dám cầm lên tay mình không? Không? Tí tí vậy đó, dứt miếng vậy thôi, mình nghe cái mùi là mình đã muốn bỏ cơm rồi. Nói đằng này mình lấy cái tâm sẽ răng mình nhích lên miếng mình gom lại, ngày đó này cách thì cũng giống như một tí phân mà trên cái đầu que gỗ, một tí ti hiện hữu, một tí ti giây phút mà có mặt ở trên đời này thì ta cũng không có khích lệ, ta cũng không có tán thán, không có lý do gì để mình tiếp tục có mặt trên đời này, dầu có mặt để làm Phạm Thiên Đế Thích Ma Vương, để làm Chuyển Lưng Vương, để làm ông thần ông thánh ông tiên ông bụt gì không. Con đường cần đi thì phải đi, nhưng mà hễ còn thở, còn nhìn, còn nghe, ngửi, nếm, đụng, còn có hiện hữu thì mệt. Cái phần vì đại bi thì ngài đi hoằng pháp, chứ thật ra ngài không có thiết tha gì hết. Bản thân ngài dứt khoát là hưởng thụ vật chất là không rồi, mà còn cái chuyện mà đệ tử nhân viên mà trùng trùng điệp điệp quỳ lại ngài, nghĩa lý gì hết.
Mà cả thế giới quay lưng ngoảnh mặt mà có nguyền rủa chống bán hàng, nghĩa lý gì? Người chỉ chờ duyên đến ngày đi. Nên tổng chi có bốn hạng. Hạng thứ nhất đó là sợ quả xấu. Cái hạng thứ hai là sợ nhân xấu. Hạng thứ ba là nó ngán cái quả lành. Hạng thứ tư là nó ngán luôn cái nhân lành. Chỉ muốn biết bàn chẳng dứt hết. Rồi bây giờ, nãy giờ quý vị tưởng tôi lạc đề không? Đó là cái nền đó, bây giờ mới quay lại này. Khi mà mình còn sống ở trong cái đời sống là vật chất ý, thì cái thế giới này nó có vô vàn thứ để mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đúng không? Đấy. Và trong vô số những thứ mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, đó có cái thì vừa ý, có cái thì nó bất toại, đúng không? Mà cái nào mà nó vừa ý thì mình kiếm tìm, đầu tư, xây dựng, đúng không? Còn cái nào mà nó làm cho mình thấy mệt mỏi, đau đớn, chán sợ thì mình tìm cách mình lánh mặt, đúng không? Đấy. Và như vậy thì cuộc đời mình có rất là nhiều cái để mình theo đuổi, đầu tư xây dựng, và cũng có rất là nhiều cái để mình trốn tránh lánh mặt, đúng không? Đấy. Và một cuộc sống mà nó cứ theo đuổi và trốn chạy nó mệt. Nó vô số thứ để mình theo đuổi và vô số thứ để mình trốn chạy nó mệt. Thế là nó mới nảy ra một cái loại chúng sinh rất là đặc biệt. Đấy. Cái loại chúng sinh này nó không có xài mắt, tai, mũi, lưỡi để mà nó hưởng thụ, kiếm tìm và trốn chạy trần cảnh, nó ngán lắm rồi. Bây giờ nó chỉ có chuyên tu thiền định thôi. Thì ở đây mày mở ngoặc, thế nào rung rung của người thắc mắc nữa, có học Phật pháp mà còn tu thiền không nổi, vậy những kiếp mình không gặp Phật pháp ai dạy mình thiền? Yên tập mình, đúng, mình không có khả năng đó, nhưng có vô số chúng sinh trong những lần họ gặp Phật thánh hiền nhân minh sư thiện hữu không, thì họ đã trao dồi, đã vun trồng cái hạt giống về chủng tử thiền định rồi. Đời sẽ sinh ra chỉ cần họ chán dục thôi, họ nhìn cái lá màu xanh cũng đắc thiền, họ nhìn cái dòng nước chảy cũng đắc thiền, họ nhìn cái ngọn lửa cháy cũng đắc thiền, một tí gió thổi ngang người cũng làm nó đắc thiền. Vì sao vậy? Vì cái đề mục để mà tập trung tư tưởng nó gồm có mấy 40 thứ, mà mình gom gọn có 4 thứ thôi này. Gom gọn có 10 thứ, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng. Và nếu cần thì kể thêm cái hơi thở nữa là 11, phải không? Thì tôi đề mục đất có nghĩa là họ dẹp hết, họ không còn nhớ ăn uống nhai nuốt cái gì, họ cũng dẹp, ăn đói thì cũng mới ăn. Nhưng mà cái chánh của họ, cái đầu họ là suốt ngày cứ nhìn cái miếng đất rồi niệm riết. Đất, họ niệm riết, niệm tập trung đó, đến một lúc nào đó không còn tham, sân, buồn, ngủ, không còn trạo hối, hoài nghi. Họ chỉ biết trong đầu họ, vũ trụ này chỉ có đất, chỉ có cái miếng đất, mà cái đường kính của nó là 1.5 gang. Thì cái đất trung kinh ra cái mẫu vậy thôi, chứ cái đó không quan trọng. Có người thì họ phải là 5 tấc, có người thì chỉ là cục đất lớn, bằng cái cam như là họ nhìn họ tu được rồi. Và có người chỉ cần nhìn cái mặt đất là họ đã tu rồi, chứ khỏi cần 1 tấc, 2 tấc, 1 gang, 2 gang, dẹp, mệt lắm, không? Rồi. Thì họ chỉ biết niệm đất, họ niệm đất một lúc nào đó, khi mà họ đủ duyên lành á. Nếu mà người kiếp trước có duyên nha, còn nếu mà kiếp trước mình không có duyên thì kiếp này chỉ được nhiều lắm là được tập trung tư tưởng. Vậy thôi, tâm tư nó không có lăng xăng vậy thôi. Còn người có duyên lành nhiều kiếp, khi họ niệm như vậy sẽ có một lúc họ đắc thiền. Đắc thiền là sao? Có nghĩa là sự vắng mặt của năm truyền cái nãy tôi giảng đó. Đó, cái người mà bị mà sống nhiều với tham dục đó, thì họ luôn sống bằng tâm trạng của người thiếu nợ. Người mà luôn sống với tâm sân hận bất mãn thì họ sống với tâm trạng của người bị bệnh mà mất khẩu vị, không tiêu hóa, mất khẩu vị mà không có khả năng tiêu hóa, nói chung bị bệnh đó. Cái thứ ba là hung thủy, thì cái kẻ mà sống nhiều với cái tâm mà giật giờ buồn ngủ thì giống như cái người bị nhốt tù. Rồi cái thứ tư là người sống nhiều với những dây dứt quá khứ thì họ giống như là một nô lệ. Và cuối cùng cái người sống với tâm hoang mang nghi hoặc thì họ giống như là một người đang đi lạc vào sa mạc, đại mạc và hoang mạc, nhớ nha. Cho nên kiếm một cái người đủ duyên ấy, thì họ cứ tập trung vào niệm đắc niệm hoài đến lúc mà nào đó cái tâm nó đủ mạnh đi, không, nó đủ mạnh thì lúc bây giờ họ không còn nhớ gì trên đời này, chỉ có đất. Và lúc họ nhắm mắt lại họ vẫn thấy đất, rồi tiếp tục niệm đất niệm hoài đến một lúc nào đó thì cái đất đó nó không còn là miếng đất bình thường nữa, mà nó trở thành một cái nó rực rỡ, nó chói chang, nó lộng lẫy như một cái đĩa bằng vàng. Và tiếp tục niệm nữa,
niệm đến một lúc mà họ có thể thực hiện thần thông bằng đó, có nghĩa là họ muốn đi băng qua một cái mặt nước, một cái hồ nước, họ chỉ nghĩ rằng đất trước mặt thành đất đi là họ đi, họ đi trên đất. Cái tâm họ nó mạnh đến mức mà lúc bây giờ nó trở thành đất cho họ. Nhưng mà đối với người khác thì nó vẫn là mặt nước bình thường nha. Nhưng mà đối với hành giả mà đắc thiền thì lúc giờ mặt nước nó thành là đất cho họ. Và vì sao? Bởi vì tâm, tâm họ nó mạnh quá, nó biến cái, nó, cái biến cái thân họ trở nên nhẹ hơn và đất trở nên cứng hơn, cái nước trở nên cứng hơn để cho họ đi trên đất. Không. Thì cái này có thể các vị không tin, nhưng mà cái đó tùy duyên. Tôi giảng cái kinh thôi, những kinh nói giống như là cái cứng mềm mà nặng nhẹ của kim loại, của một miếng sắt, nó sẽ thay đổi theo cái nhiệt độ. Không. Cái cứng mềm và nặng nhẹ của sắt nó thay đổi theo nhiệt độ, để tâm cũng vậy. Mình có thể tác động lên vật chất khi mà mình có một cái tâm lực mà nó đủ mạnh. Nó đủ mạnh. Thì trong kinh nó cho mình cái ví dụ thế này: một người không có thần thông vẫn có thể lơ lửng trên hư không nếu mình muốn. Có một điều, cái muốn của cái người mà chưa đặt thần thông, cái muốn đó nó không có đủ mạnh để kéo dài cái thời gian lơ lửng trên hư không như ý mình muốn. Đó là lúc mình tung người mình nhảy lên, thì mình chỉ lơ lửng trên hư không, cái chân mình cách đất, cái thời gian mà mình cách đất nhiều lắm là khoảng chừng một giây là mình phải rớt xuống. Nhưng mà đúng có một giây mình đang lơ lửng, nhưng vì tâm mình quá yếu. Còn riêng về một người có thần thông thì cái tâm của nó mạnh lắm, cho nên họ có thể kéo dài cái thời gian lơ lửng lâu như là họ muốn. Chỉ vậy thôi. Còn cái người mà không có thần thông thì họ cũng có thể lơ lửng trên hư không, mà chỉ có được một giây họ rớt cái bịch xuống đất liền. Nhớ cái đó nha, chỉ đơn giản được thôi. Như vậy thì trong cái tâm khảm của người tu thiền ấy, cả vũ trụ này chỉ gồm có mấy thứ thôi: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng. Đất, nước, lửa, gió niệm rồi, mình niệm đất, niệm nước, mình niệm nước. Mình niệm nước đến lúc nào đó là năm triền biến mất. Và tôi đang giảng cho một lớp học không có biết A Tỳ Đàm, cho nên tôi không có giảng rõ cái diễn biến tâm lý mà lúc đắc thiền, từ lúc chưa đắc và đắc ra làm sao giảng, đủ gì khùng luôn. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Nghĩa là niệm được một nước đến một lúc nào đó mà đủ mạnh để đắc thiền, thì hành giả có thể vượt qua các chướng ngại rất là dễ dàng. Đất, đá, cây, gỗ, vì đó vì nó nghĩa lý hết. Ví dụ như vị đó đang đứng trên đất, mà vì nó bây giờ nó là động thổ, là lúc dùng cái mặt đất dưới chân vị nó giống như nước vậy đó, vị nó lặn mất trong đó luôn. Nó đặc biệt như vậy. Và đồng thời vị đó có thể tạo ra nước như mình muốn. Ví dụ như vị đó chỉ cần nghĩ trong bụng thôi, hãy có trong cái bồn mà khô này, cái bồn khô rang này, hãy có đủ nước để cho ta tắm. Nghĩ như vậy là cái bụng nó đầy ngập, đặc biệt như vậy. Hoặc là một cái hồ cạn nước mà bị nó muốn, bị nó nghĩ, chỉ nghĩ cái bụng thôi, đầy ắp đi là nó đầy liền. Dễ sợ như vậy. Rồi đó. Cái đến một lúc mà nó là cái tâm nó mạnh đến có thể làm chủ được. Và lúc bây giờ đây là một cơ hội để bà con học được bài học mới. Thế gian là đúng là đồ giả, có nghĩa là ở một cái mức độ nào đó thì cái tưởng, cái tâm tưởng của người ta có thể tạo ra vật chất. Nó là giả ở chỗ đó. Và tất cả những thứ vật chất mà có nguồn gốc vật chất ấy, thì nó cũng chỉ tồn tại trong một cái thời gian nào đó, và nó phải bị biến tướng trước khi nó biến mất. Đây là giả, là giả, là vậy đó. Đất, nước, lửa, gió, lửa cũng vậy. Mình niệm về lửa, mình niệm đến lúc nào đó thì mình có thể tạo ra lửa như mình muốn, tạo lửa, tạo ánh sáng, tạo hơi nóng như mình muốn. Gió cũng vậy, mình niệm gió đến lúc nào đó thì mình có thể tạo ra cuồng phong bão tố như mình muốn. Đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng. Hư không ở đây nghĩa là khoảng trống nha, khoảng trống, khe hở, cái kẻ hở mình nhìn xuyên cái mình niệm. Khi mà mình đắc cái đề mục hư không thì mình có thể đi xuyên tường, xuyên đất rất là đơn giản. Mình chỉ nghĩ trong bụng thôi, trống lỏng đi nha, mình chỉ nghĩ trống lỏng đi là nó trống lỏng. Mà trong mắt người khác đúng là đó là có cái gốc cây to đùng, đường kính 1 mét, đó là một bức tường, đó là một tảng đá. Nhưng đối với mình thì không, mình chỉ nghĩ là trống lỏng đi là tự nhiên là cái tảng đá đó, cái gốc cây đó, bức tường đó đối với mình nó là có. Đó là đắc thiền á. Không, ánh sáng cũng vậy, mình niệm ánh sáng, mình để một cái ngọn đèn, rồi cái mình chỉ lấy miếng vải hoặc miếng giấy mình che lại. Bây giờ nếu mình không che nó thì lúc gì nó không thành đèn một ánh sáng, mà nó thành đèn một lửa. Mình nhìn trong cái ngọn đèn thành ra lửa, cho nên phải lấy miếng vải mỏng hay là cái tấm giấy, giấy bầu, giấy gió, mình che lại. Mình chỉ thấy cái vần của quần sáng đó, mà mình niệm sáng 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 sáng.
mình niệm đến một lúc nào đó mình đắc thiền thì mình có thể tạo ra ánh sáng như mình muốn. À, và cái người muốn chứng thiên nhãn thì cũng phải tu cái đề mục ánh sáng, nhớ nha, nhớ cái này quan trọng lắm. Và muốn diệt trừ được cái hôn thủy buồn ngủ giá dự thì hành giả nên tu tập được một ánh sáng. Dầu nằm một mình trong phòng vắng giữa đêm khuya thì hành giả vẫn có thể tu được một ánh sáng. Nếu ban ngày mình đã tu rồi thì ban đêm chỉ cần mình nhìn một cái ngọn đèn ngủ thôi mình vẫn có thể tu được. Mình niệm sáng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, thì lúc bây giờ mình sẽ có cảm giác là mình đang ngồi giữa một cái thảo nguyên mênh mông tràn ngập ánh nắng. Mình đang là một con bướm lơ lửng giữa một vùng ánh sáng không biên giới. Đây, sáng rực. Mà như vậy thì mình đâu có ngủ được, bị sáng trưng mới ngủ. Không? Như vậy thì sao? Tôi quay trở lại. Mình là chúng sinh trong đời, nó có nhiều cấp. Cấp 1 là chỉ biết hưởng dục, sống chết buồn vui trong dục. Cả đời kiếm tìm và trốn chạy trong dục, thích ghét, thương thích ghét sợ trong dục. Không? Trong phần cách. Cái hạng thứ hai đó là nó hướng đến cái đời sống tâm linh bằng cách là nó tập trung tư tưởng trong những cái đề mục mà tôi vừa nói. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng. Không? Cả vũ trụ này đối với nó chỉ có 10 thứ này thôi, có gì hết. Không? Mà khi mà các vị biết thế giới này nó có hàng tỷ thứ để nhìn ngắm, để thương thích ghét sợ, mà bây giờ gom nó còn có 10 thứ trực tâm mà nó mạnh kinh lắm, mạnh kinh lắm. Không? Rồi, giờ nghe tiếp. Tu hành ấy, dầu là luân hồi hay giải thoát, hễ anh làm thiện là bản thân cái thiện nó là một hành trình lìa bỏ. Nhớ nha, hành thiện nó là một hành trình lìa bỏ. Mình giữ giới đó là mình lìa bỏ những cái hành động, những cái ngôn từ làm khổ người, không sát sinh, không trộm cắp. Và chưa đủ đâu, năm giới chưa đủ, phải thêm phải là tránh cái thập ác. Có nghĩa là không làm, không nói cái gì làm cho người ta đau đớn, rơi lệ, đổ máu và bị tổn thương. À, cái đó mới được. Chứ còn cứ ôm chặt năm giới, mình giữ đúng năm giới làm được. Phải còn nữa, không làm, không nói cái gì mà làm cho người khác bị tổn thương, hoặc là làm cho họ phải rơi lệ, làm cho họ phải bị đổ máu, làm cho họ phải mất mạng, làm cho họ phải mất ngủ. Đấy. Thì cái đó được gọi là giới. À, đó. À, cái đó là vậy nè. Nhưng mà cái bước hai đó, như đủ đủ kia chưa, phải có cái bước hai là định. Đấy. Nghĩa là trên cái nền tảng mà có kiểm soát của đời sống sinh học, của tay chân mắt mũi, nói năng hành động có kiểm soát, thì đến cái bước hai là khả năng tập trung tư tưởng. Đấy. Và cái bước ba là soi rọi, thấy được cái gì nó đang diễn ra. À, nó đang diễn ra. Ừ. Và tu hành nó là một hành trình lìa bỏ thôi. À, mình giữ giới là mình lìa bỏ những cái bậy, không? Xem chưa? Rồi. Nhưng mà đó, cái định lên đó là lìa bỏ cái gì? Nó là lìa bỏ cái niềm đam mê và bất mãn ở trong thế giới vật chất. Đó, nhớ nha, cái này phải ghi nha. Giới là lìa bỏ những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp bất thiện, khả dĩ, làm tổn thương chúng sinh khác, làm cho họ phải rơi lệ, đổ máu, không? Làm cho họ bị tổn thương tâm lý. Nhớ nha, cái đây là định nghĩa. Giới là vậy đó. Giới có nghĩa là kiểm soát thân khẩu, không nói, không làm những gì khiến những người khác bị tổn thương tâm lý, không? Bị tổn thương sinh lý, để cho họ phải rơi lệ đổ máu, thì đó gọi là giới. Đó là một hành trình lìa bỏ. Định là gì? Định là một hành trình lìa bỏ tiếp theo. Lìa bỏ cái gì? Lìa bỏ cái sự đam mê và bất mãn ở trong vật chất. Có nghĩa là nó cao hơn. Đấy. Trước đây là mình còn thích nhìn cái này, ghét nhìn cái kia, thích nghe cái này, ghét nghe cái kia, thích ngửi mùi này, ghét ngửi mùi kia. Bây giờ không. Định đến đây có nghĩa là mình một hành trình tiếp theo, lìa bỏ thích và ghét. Đấy, tức là năm triền đó. Năm triền gom gọn là chỉ có thích ghét thôi. Thích và ghét. Đấy. Và tuệ là gì? Tuệ là một cái hành trình tiếp theo đó, là của lìa bỏ. Lìa bỏ cái gì? Lìa bỏ điên đảo mộng tưởng. Đấy. Trong cái thế giới vô thường mà đó giờ mình cứ lén lén mình đi nghĩ cái bền vững, bây giờ mình bỏ, mình biết không có gì tồn tại quá một sát na. Đấy. Đó là cái điên đảo mộng tưởng thứ nhất, mình tránh được, mình lìa bỏ được. Cái điên đảo mộng tưởng thứ hai đó là trên thế giới, trên đời thật sự nó không có gì là hạnh phúc, nó không có gì là ngọt như mình nghĩ, mà do cái gì ta? Do cái khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống mà ta thấy có cái gì đó nó ngọt, à có cái gì đó nó đắng. À, chứ còn nếu nó rốt ráo ra tất cả chỉ là những đơn vị pháp giới rất đổi phù du và sinh diệt chớp nhoáng tùy theo sự can thiệp của các duyên hết, đó là định nghĩa rốt ráo nhất. Những đơn vị pháp giới phù du luôn luôn sinh diệt chớp nhoáng theo sự tác động của các duyên, tức là các điều kiện tương thích
chỉ vậy thôi. Còn cái gì mình thấy cái này ngọ cái kia đắng là do ba thứ: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Tiền nghiệp nghĩa là nghiệp thiện ác quá khứ đó, rồi cộng với khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, nó khiến như mình thấy cái này là cái này mình thích, cái này là mình ghét cái này, rồi từ cái thích ghét nó mới ra cái hạnh phúc và đau khổ. Có được cái mình thích thì mình gọi đó là hạnh phúc, chịu đựng cái mình ghét thì mình gọi đó là đau khổ. Mà như vậy thì đau khổ và hạnh phúc đi ra ra từ cái thích và ghét, mà thích và ghét nó lại đi ra từ những điều kiện nào, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Là sao ta? Do cái tiền nghiệp, ví dụ cái này 300.000 lần, do tiền nghiệp tôi phải sanh làm một người đàn bà Nhật Bổn, đúng không? Đó, tiền nghiệp. Rồi tới khuynh hướng tâm lý, tôi rất là thích chân diện đấy, cho nên rồi cộng với môi trường sống, tôi đẻ ra ở Nhật, tôi lớn lên ở Nhật, và tôi tiếp xúc với những người nặng lòng với văn hóa Nhật truyền thống, đúng chưa? Đấy là ba. Thế là tôi đẻ lên, tôi yêu cái kimono, một bộ kimono mà chuẩn là 6.000 đô la, kimono cà chớn, kimono hàng hiệu, hàng chợ, kimono hàng nã thì tôi không nói, cái thứ mà mai xạo xạo không nói, chứ kimono mà chuẩn mà đúng mức, đúng tông của cái văn hóa trang phục của Nhật Bản là 6.000 đô la. Đấy. Nhưng mà tôi vẫn thích, vì tôi do tiền nghiệp tôi phải làm người đàn bà Nhật Bản, chứ không phải làm đàn bà Campuchia, đàn bà Việt Nam, đàn bà Đại Hàn, đàn bà Do Thái, mà do tiền nghiệp tôi đã đi vào xứ Nhật Bản, không phải làm nam mà lại làm nữ. Rồi do tiền nghiệp tôi phải sanh vô trong một gia đình có điều kiện hay là không có điều kiện, nghèo quá thì tôi không có khả năng may, mà tôi phải thuê kimono, hoặc là tôi phải xài lại cái đồ cũ của má tôi, của bà ngoại tôi để lại. Ai có đọc về văn hóa Nhật biết cái này, cái kimono có nhiều người họ nghèo không mua, họ mua không nổi, họ phải mướn. Khi nào có dịp gì cần, có cái dịp nữa họ mướn mà. Rồi người ta về người ta try clean, họ giặt khô ấy. Còn không nữa, có người họ xài lại cái của má, của bà ngoại để lại này. Mà do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, cho nên tôi thích kimono. Rồi tôi thích ăn tempura, tôi thích ăn sushi, tôi thích sake, tôi thích mang guốc gỗ, tôi thích mang dép rơm, tôi thích xài mấy cái đồ gỗ thông, tôi thích uống trà massage của Nhật, đấy, cái như vậy. Đó là rồi có được những thứ đó tôi rất là thích. Rồi bây giờ các vị bắt tôi phải uống cái trà bắt bủ mà tùm bì tùm bả đủ thứ mùi của bà tạo, rồi bắt tôi phải ăn tàu hủ túi của tại Trung Quốc, rồi bắt tôi phải ăn mắm kho của Việt Nam, tôi ăn nổi. Khi mà phải ăn tàu hủ túi tôi đau khổ cực kỳ, phải ăn mắm kho của Việt Nam tôi khổ cực kỳ, ăn cái phô mai xanh á, cái phô mai xanh của Pháp tôi khổ cực kỳ. Này, mà tôi chỉ ăn ở tempura, ăn sushi, sake cũng Nhật từ tôi mới ok. Này, nãy giờ như vậy thì do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Này, cho nên tôi còn thích cái này và còn ghét cái kia, và cái thích cái ghét đó của tôi nó không giống cái thích ghét của quý vị. Và từ đó có được cái tôi thích, tôi gọi đó là hạnh phúc, mà phải chấp nhận cái tôi ghét, tôi gọi đó là đau khổ. Đấy. Như vậy cái hạnh phúc và đau khổ, thích và ghét, nó chỉ là những thứ có một cái giá trị ước lệ và mặc định, nó không phải là cái gì đó tuyệt đối, nhớ nha. Đấy, nó chỉ là ước lệ và mặc định thôi. Conventional. Trong kinh gọi là thi thiết, hay là chế định, hay là tục đế, giả danh, giả lập, giả định, giả hợp, nguyên đóng giả. Đấy. Thì cái tuệ đó nó giúp cho mình lìa bỏ được những đi đảo bụng tưởng. Đấy, như vậy này, tam học nó là một hành trình lìa bỏ, đúng không? Rồi, bây giờ trong cái bài kinh trưa nay mình học đó, là một hành trình lìa bỏ. Giới là hành trình lìa bỏ những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp mà gây tổn thương cho mình, cho người. Định là lìa bỏ cái niềm đam mê và bất mãn trong vật chất. Và tuệ là cái hành trình lìa bỏ những điên đảo mộng tưởng, đúng không? Rồi, bây giờ mình nói về định nè. Giới thì bà con đọc hiểu rồi, bây giờ nó cái định, bài kinh này nói nặng về định. Rồi nãy tôi đầu bài giảng có nói, nếu mà không đọc kỹ, không được học giáo lý căn bản, thì bài kinh này đối với mình nó rất là xa lạ, và thậm chí nó có vẻ như nó mắc mới gì hết. Tôi với tu về lễ Phật, về cầu phúc, bố thí, công đức, phục vụ, rửa chén, chùi cầu thì tôi hiểu, chứ còn tự nhiên bây giờ vô mà thấy cái gì là năm triệt cái, rồi cái gì bốn tầng thiền, thấy nó xa lạ. Sai. Anh và cái khả năng của anh á, thì anh chỉ có thể sống ở trong cái ngôi làng này, trong ngôi nhà cấp 4, không, mái tôn. Nhưng mà anh phải biết cái xóm làng này, cái kiến thức anh á, về xóm làng, về chợ búa, về đường xá,
anh mới sống được. Chứ không thể nào nó cái nhà tôi có nhiêu đâu, tôi không cần biết gì ngoài ra nhà. Thì cái thằng ba trợn, thằng quên uống thuốc, nó mới nói như vậy nha. Tôi nhắc lại, nhà tôi thì chỉ có 20 mét vuông, một vợ hai con, nhiều khi là ba má. Nhà tôi nghèo, ba má tôi đông nữa, có trường hợp đó nữa. Nhưng mà ngoài cái nhà ra tôi phải biết cái này cái kia tôi mới sống được chứ. Thấy chưa? Rồi, đời sống của mình là đời sống của những người hưởng dục, đúng không? Nhưng mà mình phải biết rằng là có ngoài cái thế giới dục lạc, thương thích và ghét sợ trong cái dục sanh tử buồn vui đồng dục, nó còn có thế giới khác nữa, thế giới của những người chán dục này. Mình phải biết có phải biết chứ, mình phải biết, phải biết có cái vụ đó nữa, phải biết có cái vụ đó nữa. Biết để chi? Biết để mà có những cái trang bị, những cái chuẩn bị. Bởi vì nếu mà thật lòng mà cầu giải thoát, không muốn sinh tử nữa, thì mình phải biết cái này. Mình mới biết thực ra ngoài cái thế giới mà thương thích ghét sợ trong cái vật chất dục lạc, nó còn có một cái đời sống khác nữa để mà mình hướng tới, mình vươn tới nhá. Và tôi nói là lần nữa, đừng cực đoan và thơ ngay cho rằng đắc thiện là dễ, nhưng cũng đừng có tự ti mặc cảm, tự dọa mình, tự buộc mình mang máu tiểu thừa, rồi mặc cảm tự ti cho rằng mình đời này kiếp này không thể đắc chứng gì, cái đó cũng sai. Nhưng mà tăng thượng mạng cũng sai, tự cho mình đắc rồi cũng sai khi mình chưa đắc, hoặc là tự cho rằng cái gì nó dễ cũng không nên. Nhưng mà tự cho rằng mình đời này kiếp này đừng hy vọng chuyện đó cũng không nên, mà cứ thanh thản từng bước mà đi. Nghe cho kỹ, chuyện cần làm thì làm, ráng sức tận lực như có thể. Đó, đây là câu của chú. Chuyện cần làm thì làm một cách tận lực và cố sức như có thể. Còn cái kết quả tận cùng của nó là cái gì thì hãy để cho cái duyên nghiệp nó trả lại. Này, nhưng mà riêng mình khi biết đó là chuyện cần thiết thì phải tận lực. Phải tận lực. Nhớ cái này quan trọng lắm. Thì cái hành trình mà giữ giới đó, hành trình tam học đầu tiên là giới, là lìa bỏ cái thân nghiệp, khẩu nghiệp hại mình, hại mình, hại người, đúng không? Tiếp theo là định, là cũng hành trình lìa bỏ. Mà định thì nó có ở trong bài kinh này, nó có điểm đặc biệt cái này, lìa bỏ cái gì? Chuyện đầu tiên đó là tập trung tư tưởng để lìa bỏ năm truyền cái. Bởi vì năm truyền cái nó là rác rưởi, nó là phế liệu, phải bỏ. Phải đem nó ra khỏi nhà của mình, khỏi cái sân của mình, khỏi miếng đất của mình, khỏi nhà kho của mình, đúng không? Đó, đó lìa bỏ, lìa bước một. Nhưng mà lìa bỏ bước hai là sao? Khi mình chưa chứng thiền đó, thì mình lìa bỏ cái rác rến và phế liệu gồm có năm truyền cái. Nhưng mà từ cái sơ thiền đó đi đó, thì mình không có còn rác để lìa bỏ nữa. Thì mình lìa bỏ cái gì? Liền bỏ công cụ làm việc. Tức là ngày trước rác mình nhiều, mình cần đủ thứ chân á, mình cần đủ thứ, chọi lớn, chọi bé, chọi cỏ, chọi cùng, rồi đồ hốt rác, rồi máy thổi rác, rồi cái vòi xịt nước rửa sân. Rồi bên đây nó còn có cái vòi mà xịt mạnh để mà nó rửa rong rêu. Nói chung là rác rưởi phế liệu mình gia chai thì mình đã bỏ rồi, nhưng mà mình còn quá nhiều cái dụng cụ làm việc. Nghĩa là cái kho mình cũng chưa có được trống lắm, tại cái gốc xăng mình để đồ đạc nhiều quá, nó cũng chưa có khá. Rác rưởi phế liệu là liền rồi, nhưng mà công cụ làm việc thì cũng chưa bỏ hết. Tới cái bước thứ hai, bắt đầu từ sơ thiền trở lên là bắt đầu không còn rác để bỏ. Bây giờ bỏ tới cái gì? Bỏ công cụ làm việc. Công cụ đây là gì ta? Rác rưởi đây tức là năm truyền, còn công cụ làm việc tức là năm chi? Chi thiền. Có nghĩa là khi mình còn sống trong dục lạc ấy, thì để nhận biết năm cảnh và các sắc thân kiến vị xúc, mình phải cần đến rất là nhiều cái thành tố tâm lý. Đây, tâm nó thô, nó nặng, nó cồng kềnh, nó cồng kềnh. Nhưng mà khi mà cũng những thành tố tâm lý đó, khi mà mình dùng nó để mình tu thiền, đúng là cái tầm tứ hỷ lạc định thì có ở người không tu thiền, có. Nhưng mà nó có ở mức độ nào, nó có ở cái kiểu dáng, kiểu thức nào thì cái là chuyện khác. Nhưng mà nó có. Thì là khi mình tu tập thiền định, mình tập trung tư tưởng đến một mức độ nào đó, đặt sơ thiền, thì mình có đủ tầm tứ hỷ lạc định. Tầm là cái khả năng hướng tâm tới cảnh, tứ là khả năng quan sát, hỷ là cái cảm giác là no vui, vui vẻ, lạc là cảm giác là trầm lắng, an lạc mà nó vi tế. Tức là hỷ và lạc nó là một, nhưng mà cái lạc nó vi tế hơn. Còn cái định là cái năng tập trung tư tưởng, đó là cái tầng sơ thiền. Nhưng mà lên tới tầng nhị thiền thì
cái cảnh nó lúc giờ nó thành nó là tài sản của mình, mình không cần đi tìm nó nữa, mình chỉ còn tập trung mình nhìn nó thôi. Cho nên từ cái tầng nhiễm thiền nó chỉ còn tứ hỷ lạc định trong tầng tầm, mà lên tới cái tầng thứ ba đó là tam thiền đó, thì mất luôn tầm tưởng, chỉ còn hỷ lạc định thôi. Lên tới tầng tứ thiền đó thì chỉ còn có cái lạc định, và lên tới tầng ngũ thiền đó, thì cái hỷ lạc nó quá thô, nó không còn, nó phải thế bằng xả. Như vậy thì tầm, cái sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc định, đó là những thành tố tâm lý không? Để làm nên cái tâm sơ thiền. Nhưng mà lên tới nhị thiền này nó chỉ còn có cái tứ hỷ lạc định, tam thiền là hỷ lạc định, và tứ thiền nó là lạc định, và ngũ thiền nó là xả định. Đấy. Và ở đây nó có cái chuyện rất là sâu, có nghĩa là khi cái tâm nó còn thô, một là tâm thô, hai là tâm biết cảnh thô, thì cái cảm xúc cảm giác mình nó còn có hỷ, có lạc, có khổ, có ưu. Nhưng mà khi mà cái tâm mà nó đã tinh tế, hoặc là tâm, một là tâm tinh tế, hay là tâm biết cảnh thanh sạch tinh tế, thì lúc bây giờ cái cảm xúc nó cũng đơn giản vậy. Như Đức Phật á, Ngài là cái dưỡng số 1 hết, thiền định trí tuệ Ngài số 1. Nhưng mà tại sao Ngài lại có đủ cái này, là vì sao? Khi nào mà Ngài dùng cái tâm thô, thí dụ như Ngài đi bát, Ngài uống nước, Ngài đi đứng, Ngài xài cái tâm thô, bởi vì cái chuyện đấy là chuyện thô, thì Ngài xài cái tâm thô, đó là tâm tố, và xài tâm ngũ sục thức. Nhưng mà khi nào Ngài nhập thiền sắc giới, mà nhập sơ thiền, thì cái tâm Ngài, vì cái cảnh của sơ thiền nó thô, cho nên lúc bây giờ Ngài vẫn xài tâm tứ lệnh đầy đủ. Nhưng mà khi nào Ngài nhập tới tứ thiền, Ngài chỉ còn có cái lạc định, và khi nào Ngài nhập vô ngũ thiền, Ngài chỉ còn có xả định, và khi nào Ngài nhập vô thiền diệt thì không còn tâm. Nên nhớ, cho nên đối với Đức Phật, Ngài cũng có xài tâm thô, nhưng mà đó là công cụ làm việc, chứ không phải là Ngài không có khả năng xài tâm tế. Khi nào cần tế thì Ngài tế, cần thô thì Ngài thô. Còn riêng mình thì mình không có khả năng xài cái tâm trực tế, mình phải xài tâm thô. Mà tâm thô thì để biết cảnh nó phải có tầm, có tứ. Còn riêng người cái bậc chứng nhị thiền thì họ không cần tầm, chỉ cần có tứ thôi. Bởi vì cái cảnh kia nó đã là của họ rồi, không? Giống như bây giờ một cái món đồ mà nó nằm ngoài cái túi của mình, mỗi lần mình muốn xài phải đi kiếp, không? Còn một cái món đồ nó nằm trong túi mình, hoặc là cái đồng hồ nó đeo lên cổ tay của mình rồi, mỗi lần có giờ mình đâu có đi kiếp, chỉ kéo cái tay áo lên là mình đã liếc thấy cái đồng hồ rồi. Cái phone mình nó nằm trong túi mình, không? Thì chỉ cần mình muốn thấy cái phone, mình chỉ thò tay trong túi là có rồi, không cần đi kiếp. Ở đây cũng vậy. Thứ nhất là cái cảnh của sơ thiền, cái cảnh của nhị thiền nó vi tế, mà thứ hai nó là cảnh quá quen thuộc với cái hành giả, không cần phải đi tìm. Và đương nhiên là tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh của mình mà mình có những thành tựu tương thích. Thí dụ như cái người chứng sơ thiền, họ có thể sống ở trong cái tâm sơ thiền suốt nhiều giờ đồng hồ hoặc mấy ngày trời, chỉ sống bằng cái tâm sơ thiền, chỉ biết có cái đề mục đất nước lửa gió không ánh sáng hơi thở thôi, không biết gì hết. Đã lắm, cảm giác rất là đã. Như nhiều lần tôi nói, mình không có tu hành kỹ gì hết, thì mình chỉ biết hạnh phúc khi nào mà cái con mắt của mình nó được thỏa mãn, lỗ tai mình nó được thỏa mãn, chứ mình không có biết là nó có những thứ hạnh phúc mà không lệ thuộc vào năm thứ đó. Cái thứ hạnh phúc mình, cái thứ an lạc mình, nó chỉ đúng được cái tâm mình chỉ biết có một cảnh hơi thở vào ra, không biết gì hết, thì cái sự nhẹ nhàng, cái sự sung sướng lúc đó không thể hình dung. Giống như nhiều lần tôi nói, ở đời nó có hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc là do mình cầm lên được cái gì đó. Hạnh phúc thứ hai là mình luyện được cái gì đó. Thì cái người mình cả đời chỉ biết cầm không, thì họ khó hình dung được cái luyện xuống nó cũng là hạnh phúc. Không? Tôi thấy ở nhà quý vị có một cái món đồ đã quá đi, tôi thích, tôi xin. Lúc quý vị một cái đó, trời, tôi hất lên vai tôi đi, tôi sung sướng lắm, sung sướng. Cái nồi này, nấu bánh chưng, cái nồi này nặng thiệt, cái nồi này chắc trên 10 kg, nhưng mà đường năm nay là khỏe rồi, nấu bánh chưng của cái nồi này là lồng lẫy rồi. Đó thì xài đồ nhôm, đồ tàu, đồ thái, bữa nay xài cái nồi inox của chị Sĩ, lồng lẫy, cái nồi này trên 10 kg. Nhưng mà đến một lát sau mà về đến nhà nó mà tôi để cái nồi xuống lại đã cái kiểu khác. Là nãy giờ tôi giác trên vai tôi trên 10 kg, bây giờ tôi bỏ xuống đã không. Hồi đó mình thương cái người đó quá chừng thương. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đi đứng nằm ngồi cũng nhớ. Lấy được trợ sung sướng.
hạnh phúc. Nhưng mà tối hồi nó chán nhau rồi, đưa cái ngày mà hai đứa gọi là chính thức mà xé hôn thú ở tòa, bước ra trước cái hành lang của cái tòa án, rồi nhìn nhau chào, về giữ sức khỏe nha, không biết bao giờ gặp lại. Cái câu đó nó sướng không có tả được. Đêm nay mình về mình không gặp cái người đàn bà đó nữa, mình không có gặp cái thằng đàn ông bét nhè mà sâu rượu hôi hám nó nữa, không, từ nay mình không gặp cái con đàn bà mà nó nhiều chuyện, mà nó hỗn hào, mà nó ích kỷ, nhỏ mọn, đã lắm. Cái cảm giác mà hồi xưa mình có được đã lắm, không, mình lấy cho được mình mừng. Nó chịu nhận lá thơ của mình, nó chịu nhận, nó chịu cho mình số phone, cho mình email, cho mình Facebook, là mình mừng biết bao nhiêu về mình thì sung sướng lắm. Niết bàn là đây, thiên đường là đây. Nhưng mà tới cái ngày bỏ được nhau nó đã kinh hoàng lắm, đã lắm, không, xa được cái, mà rời được cái món đại ở đây cũng vậy. Từ lúc mình hưởng dục ấy, mình sung sướng hạnh phúc là vì mình có được cái gì đó mình thích. Nhưng mà cái thiền nó lại sướng đến khác. Nó sướng là kể từ bây giờ mình không còn cái gì để bận tâm, mình chỉ biết có cái hơi thở thôi. Chỉ biết hơi thở thôi. Đấy. Như bà Hồng tôi có nói, mình học đạo thì mình thấy rằng chấm sớm chánh niệm đó là cái công phu cần thiết để nỗ lực, để làm tiêu mòn phiền não. Nhưng đến một lúc nào đó mình thấy rằng cái chánh niệm hơi thở nó không phải là cái công phu để nỗ lực, mà nó là quyền lợi, nó là sự hưởng thụ. Cái chuyện mà ngồi hoặc là nằm cứ canh canh mình thấy không ai giờ với mình là mình bắt đầu theo dõi liền. Thở ra trong chánh niệm, thở vào trong chánh niệm, rồi nó tế dần tế dần tế dần, nó tế nghĩa là nó cơ thở nó nhỏ dần, nó nhẹ dần, nhỏ dần nhẹ dần, mà cái tâm vẫn không rời cái nhỏ đó, không rời cái nhẹ đó. Cảm giác nó có đã, mà cái đã này lúc bây giờ không còn cái chuyện tị hiềm, bực bội, hờn giận, sợ hãi, ghen tuông, toan tính buông hết. Nó chỉ còn hơi thở để cái hạnh phúc này chỉ có cái người mà đã thiền hay biết. Và ở đây Đức Phật dạy cái hạnh phúc của bốn cái tầng thiền, của các tầng thiền ở trong A Di Đà kể năm, nhưng mà năm bên A Di Đà chính là bốn bên tạng kinh, tùy cách kể, bởi vì dựa vào cái cảnh giới tái sinh. Sắc đắc sơ thiền ấy, thì thể sanh về ba cõi sơ thiền. Đắc nhị thiền ấy, thì thể sanh về ba cõi nhị thiền. Nhưng ở trong ba cái cõi nhị thiền ấy, nó cũng lại có chỗ cho mấy ông tam thiền yếu. Tam thiền mà kiểu mà phó sản là thứ phẩm ấy, cũng có cha tam thiền mà độn căn yếu. Tuy là đắc tam thiền nhưng mà trở về ở chung với mấy ông nhị thiền. Rồi cõi tam thiền cũng vậy, cõi tam thiền ấy là ở do mấy ông mà tam thiền và tứ thiền ở chung. Rồi cõi tứ thiền là chỉ dành cho mấy ông mà đắc tứ thiền ngũ thiền. Cho nên mình có dù ở chung đó, cho nên mình A Tỳ Đàm mới kể anh thiền có năm tầng, mà tầng kinh thì kể có bốn tầng vậy. Phải nhớ cái đó. Và cũng cho tôi nói câu hơi khó nghe là tôi chịu trách nhiệm mấy cuốn sách của tôi, tôi dạy, tôi viết. Cho nên trong tình huống này tôi phải nói thiệt là tôi giới thiệu mạnh dạn là bà con phải tìm cho được cái bộ A Tỳ Đàm mà chúng tôi vừa phát hành, A Tỳ Đàm giới lý, A Tỳ Đàm 1 và 2. Tôi không làm cái chuyện bán sách hèn hạ đó đâu, vì nó không có nhiêu tiền, nó gì đâu, không có nhiêu tiền. Vì biết một cuốn như vậy nó là có 200 mấy mà đổi trên ra ngoài tiền này trừ vốn nó còn nhiêu hết. Nó không có đủ để cho tôi tham cái số tiền mà nhỏ đó đâu, nó không đủ. Nhưng mà vẫn phải bán, nhưng mà còn như tôi nói, không bán mà cho không, nó lấy về nó lót nồi, nó cũng lấy, nó về nó lót nồi, đã nó lót, nó ngồi luôn nữa. Nó nhóm lửa, nó tội, đúng không? Cho nên là không, phải bán. Bởi vì trong cái xã hội tàn khốc hôm nay, mọi thứ đều bị phá sản, thì đồng tiền cơ hồ là một trong những thước đo về nhân phẩm và về là tâm lý của con người. Đấy. Mình cho không thì nó lấy luôn cái phần của những người cần nữa. Thế là bây giờ chỉ có lấy đồng tiền làm thước đo, là biết ảnh thật sự anh có lòng anh học hay không thì kêu anh đi mua đi. Không có tiền thì đi chết đi. Rồi lấy cái bộ đó về đi, trong đó ba cái vụ mà thất giác chi, rồi ba cái vụ mà bốn năm chi tiền, mấy cõi tiền chia rồi đó, mình nó có sạch sẽ, có sạch sẽ rồi, còn nhớ cái đó. Và cái tâm nguyện lớn nhất của đời tôi là tôi làm xong cái bộ Nhật Tụng A Di Đà, xin lỗi, Nhật Tụng Kalama, cộng với mấy cuốn A Di Đà, cộng với mấy cái cuốn Thiền Quán, thì một người sơ cơ không biết gì muốn tìm hiểu cái ngọn nguồn của kinh điển Phật học thì đương nhiên nó có tới 1 tỷ tài liệu nữa. Nhưng mà trước mắt thì tôi chịu trách nhiệm với tài liệu này, và con tôi nghĩ rằng mà con đọc chuyện đó cũng là căn bản.
cứ in lên năm cuốn Kalama thì cứ mỗi tuần giảng bài, tính rồi mỗi tuần giảng bài thì một năm là 365, tôi chỉ lấy có 250 thôi, 250 ngày thôi, còn như mình tự hào mà. À, thì một năm là 52 tuần thì thôi, giờ tôi bỏ ra 10 tuần đi, bỏ 10 tuần, tôi chỉ lấy 40 tuần thôi. À, thì một năm mình học được 40 bài, thì tối đa là 3 năm là cũng phải xong, 3 năm đi tới 5 năm phải xong. Thì bà con nghe số 5 năm, 3 năm bà con thấy nhiều, nhưng mà thật ra bà con tưởng tượng, thời gian nó qua vun vút, bà con không có làm gì hết, nó cũng qua 5 năm, nó cũng qua 3 năm, chịu khó học. Ít ra trước cái ngày mình chết, mình cũng nhớ là tuy tôi ở vùng xa vùng sâu, tuy tôi ở một quốc gia không có tăng ni chùa miếu, đúng, nhưng mà trong 3 năm qua, 5 năm qua tôi đã học được 5 cuốn cả lạc. Tôi đã biết được cái Phật học căn bản là cái gì, và cộng với 2 cuốn anh đi làm thì coi như mình có thể có cái chìa khóa, khó thì đi hỏng, khó thì hỏng, còn nếu mà sang nữa thì lập nhóm, để học nhóm, lập nhóm để học nhóm. Và tại sao tôi gọi là sang, là sang mà ví dụ như học nhóm online nó không có về đâu, phải hẹn nhau ở chỗ nào đó, Việt Nam là phải đi về Ba Chúc, Bái Đính, là đâu Ninh Bình, Quảng Ninh, kiếm chỗ nào đẹp đó, vừa đi tư vừa học luôn, cắm trại học về trời, Nha Trang, Cam Ranh hoặc miền Tây, về Bến Tre, Cồn Phụng gì đó học, kiếm chỗ nào. Còn nếu mà dân Mỹ thì kiếm chỗ nào mà dễ thương, tập trung coi cái chùa nào rộng rộng thì kéo về xin được ở mấy ngày, thì mình đóng góp điện nước cho chùa thôi, khỏi cúng kỹ gì mà. Cúng điện nước rồi bắt đầu chị em anh em ra đó, dân liều ngủ học giáo lý đúng lửa trại. Còn nếu như châu Âu thì chúng tôi một năm chúng tôi làm mấy lớp, lớp internship, tức là thầy trò trực tiếp gặp nhau, trực tiếp gặp nhau để mà học nhá. Thì cái đó vẫn học được, nhưng cái căn bản nhất là tôi mong bà con khi mà mất 5 năm cho tới 3 năm bà con có được cái kiến thức giáo lý căn bản. Và bây giờ thì bà con nghĩ rằng tôi đang rao giảng tuyên truyền nhồi sọ tẩy não bà con không, nhưng mà con nghĩ kỹ thì thế giới này nó chỉ là cái, nó là cái gì tùy vào cách nhìn của mình, mà Phật pháp thì lại cho mình một cách nhìn rất riêng, rất là lạ về thế giới này, đúng không? Và khi mà mình biết được Phật pháp là mình có thêm một cách nhìn nữa về thế giới, như vậy thì đáng lắm chứ, đáng lắm quý vị, đáng lắm. Đáng lắm, thêm một cách nhìn nữa về thế giới. Chứ còn cái cách nhìn cũ rồi đó, giờ mình đã có mấy chục năm mình thấy thì đời nó vẫn vậy, u ám quá. Thôi dùng thêm cách nhìn mới thông qua cái mình tạm gọi là lăng kính đi, hoặc là từ cái góc nhìn, từ cái vị thế của Phật học này, của một người học đạo, hành đạo và liễu đạo được ở đó rồi đấy. Thì mình có thêm một cái nhìn mới thì đáng quá, rất là đáng đấy. Thì bây giờ ngài dạy rằng tùy thuộc vào khả năng buông bỏ của chúng ta đấy. Bỏ được cái gì và có được cái gì đấy. Thì khi bỏ được năm triền mà mình có được năm chi thiền thì cái hạnh phúc nó khác, mà bỏ năm triền mà chi thiền nó nhẹ hơn, nó chỉ còn có 4. Bỏ năm triền mà chi thiền còn có 3, còn có 2 thì tình hình nó lại khác. Rác dẹp xong mà dụng cụ vệ sinh nó cũng bớt đi, nó tự nhiên nhẹ, nhìn cái sân trống trải mênh mông, vô nhà kho sung sướng quá, để cái bố văn võng làm được, rác đã hết mà dụng cụ làm việc cũng dẹp bớt nhiều lắm, không đại khái như vậy. Rồi cho nên cái hạnh phúc của người đặt sơ thiền đó, ngày mô tả nó giống như cái cục bột mà mình được người ta nhúng nước, nguyên cục bột nó thấm nước hết luôn. Nó thấm được hết. Cái này, cái phần này sâu lắm, thì sẽ thích chứ. Tại sao cái sơ thì mình nghe ví dụ như cục bột nhỏ đó, so với cái hạnh phúc của cái người mà đắc sơ, đắc nhị, tam tứ ngũ thì sơ thì nó nhỏ đó. Cho nên ngài dùng cái ví dụ rất là nhỏ, đặc biệt là ngài dùng cái ví dụ là cái cục bột. Ngài chỉ dùng hình ảnh là cái cục bột, khi mà người ta nhào nặng nó bằng nhà với nước, nhà kỹ thì sẽ không có chỗ nào có trong cục bột mà không có nước. Thì hành giả, cái nội tâm hành giả lúc bây giờ nó cũng giống như là một cái cục bột mà đã được nhúng nước vậy đó. Nhúng nước mà được nhào nặng thật kỹ, an lạc, tràn trề. Nhưng mà cái hạnh phúc của nhị thiền đó thì là nói khác. Ngài nói lúc bây giờ đó, hành giả giống như một cái hồ nước, giống như một hồ nước đầy vậy đó. Giống như hồ nước đầy mà không bị lỗ mồi, coi kỹ đây, một cái hồ nước đầy, không có thì cái nội tâm mình giả lúc như một, giống như hồ nước đầy, hạnh phúc an lạc nó tràn ngập với một hồ nước đầy. Còn cái hạnh phúc an lạc của sơ thiền là nó giống như một cục bột mà được nhào nặn rất kỹ với nước,
Còn căn gốc của vị thiền nó giống như là giống như một hồ nước đây. Và cái tam thiền thì nó giống như là mấy cái cọng sen, cọng súng ở dưới mặt nước. Thì nguyên con và toàn tập nha, nguyên con và toàn tập đều nằm trong nước. Như thế nào thì hành giả mà đắc được tam thiền lúc đó y chang như vậy. Y chang như vậy đó. Giống như những sen, những súng mà nó bị ngập, nó được ngập chứ phải bị ngập, được ngập. Và cái thứ tư bị kề, cái hạnh phúc với an lạc của cái người mà đắc tứ thiền, nó giống như là một cái người mà ngồi trùm tấm vải từ trên xuống. Các vị nghe kỳ không? Mấy ba cái trước mình nghe nó mát mát, nó đã quá không? Đã quá, đã quá. Cái này giống như cục bột nhúng nước, cái giống như hồ nước đầy, cái giống như những đóa sen, những cái cọng sen, cọng súng trong nước mà mình hình dung được. Mà đúng rồi, thiền là mấy giờ chứ mới đã chứ, nó mát lắm mà đã quá. Nhưng mà tại sao mà cái hạnh phúc của tứ thiền lại ví dụ giống như người trùm? Đặc biệt lắm, cái này đặc biệt lắm. Bởi vì mấy cái kia nó còn nặng lắm, nặng lắm, nặng nề. Còn cái người mà họ đắc ngũ thiền ấy, họ an lạc mà nó rất là nhẹ, nó chỉ là để nhẹ lên người. Cái kia là cả cái hồ nước, cái kia là mình bản thân mình là cọng sen, cọng súng trong cái hồ nước. Còn cái này không, cái này nó nhẹ nhàng như một tấm vải trắng phủ lên, nó gần như là vô can vậy. Cái giá trị nằm đây chỉ vô can. Thì hành giả mình đắc tứ thiền họ buông hết, họ buông hết, hỷ lạc không còn nữa, họ chỉ còn có cái xả, chỉ còn cái xả thôi. Vô can, khách quan, bàn quan, bàn quan, khách quan, bên lề. Và có một ngày bà con sẽ thấy cái hạnh phúc của kẻ mà bystand được, hạnh phúc lắm, bên lề, bên đường. Có một ngày bà con thấy được làm kẻ bên đường, chàng tiêu từ đó khách qua đường, hạnh phúc ghê lắm. Có một ngày mình muốn có mặt trong mâm ăn buổi tối với gia đình. Có một ngày mình muốn tay trong tay, trong vòng tay, vòng ôm ai đó. Có một ngày mình muốn mình có mặt ở trong một cái quan hệ xã hội chằng chịt với ai đó, với một hay nhiều hay là một nhóm người. Nhưng có một ngày mình thấy rằng được lững lơ giữa cuộc đời này như một chiếc lá mồ côi, như một cái gợn mây trên trời, như một tí bọt sóng ngoài khơi, nó hạnh phúc lắm. Nó không có sự can thiệp, nó không có sự tham gia tham dự góp mặt của bất cứ cái gì, nó hạnh phúc ghê lắm. Nó độc lập, nó có quyền tự quyết, hạnh phúc lắm quý vị. Nó không có sự dây dưa, hạnh phúc lắm. Thì cái hạnh phúc của người lên bậc cao ấy, nó tự quyết, nó độc lập, nó an lạc. Là chỗ đó nhẹ nhàng. Thì tùy thuộc vào mỗi cái tầng thiền mà cái cảm giác an lạc. Và như tôi nói, Đức Phật đã dạy một tí hiện hữu dầu chỉ trong chớp mắt ta cũng không tán thán, không khích lệ. Thì mình mang thân sinh tử, mang thân sinh tử, biết cái sự có mặt ở đời này là khổ, quả xấu là khổ, nhân xấu là khổ đã đành, quả lành nó cũng là khổ vì nó được tạo ra từ nhân lành. Mà tại sao nhân lành là khổ? Bởi vì nhân lành nó lại là một cái điều kiện để mình quẩn quanh trong sinh tử. Thì chán sợ sinh tử và dốc lòng tu tập các loại công đức, đúng không? Để mà ngay đời này nếu đủ duyên thì chứng đạo, còn không thì cũng là gieo duyên lành, gieo cái chủng tử giác ngộ cho đời sau kiếp khác. Và trong cái hành trình đó, nếu mình chỉ giữ giới không thì mình sẽ được những cái quả lành của người giữ giới. Còn nếu mình tu tập thiền định, tùy cái tầng thiền định mà mình chứng thì mình cũng nhận được những cái phần thưởng tương ứng với cái trình độ thiền định của mình. Và nếu mình tu tập tuệ quán tứ thiền xứ đủ duyên chứng thánh, còn không thì mình cũng được cái an lạc nhất định của cái người mà tạm thời lìa bỏ được cái điên đảo mộng tưởng. Tức là trong cuộc đời vô thường mình không có ý đi tìm cái gì bền vững. Trong cuộc đời vốn dĩ bất toàn bất tắc, mình không có hy vọng kiếm tìm cái gì là hạnh phúc tin cậy được. Trong cái cuộc đời mà chóp tắt và tùy duyên nhi hóa, mà mình không có ý đi tìm một cái tôi, một cái sở hữu, một cái tôi và của tôi. Trong cuộc đời này không có gì gọi là đẹp xấu, mà mình lại đi tìm cái đẹp thì cũng là một cái điên đảo mộng tưởng. Như vậy thì tu tập tiểu quán là lìa bỏ bốn cái điên đảo mộng tưởng, không có thấy cái gì là bền vững, không thấy cái gì là hạnh phúc đáng để kiếm tìm, không có gì bền vững để tin cậy, không có gì là hạnh phúc để kiếm tìm, không có một cái tôi hay cái của tôi để mà mình đầu tư xây dựng, và cuối cùng không có gì là đẹp để mà mình đam mê và xấu để mình bất mãn. Thì lìa bỏ hết mấy cái đó gọi là lìa điên đảo mộng tưởng. Như vậy thì cuộc tu nó là một cái hành trình,
lìa bỏ, chỉ vậy thôi. Và nếu mà nói rốt ráo thì có hai hạng giả, có hai hạng: tu để đắc thánh và tu để không cùng phạm. Thì tôi vẫn thường nói tu để không còn phạm nó an toàn hơn, là bởi vì mình thấy cái phạm mình rành lắm, mình thấy cái mặt của phạm mình biết cái này nó còn phạm, cái này còn phạm. Còn tu để đắc thánh, cái thánh nữa thì mình đâu có biết đâu, cho nên mình thấy cái gì lạ mình tưởng là đắc thánh kẹt. Cho nên nó dẫn mình một cái chuyện thứ hai, đó là tu để buông chứ phải tu để được, tu để bỏ xuống chứ tu phải để cầm nắm. Mình tu là để coi mình buông được cái gì, bỏ được cái gì, chứ không phải tu để có được cái gì, để cầm lên được cái gì, để khiêng cái gì, để vác cái gì, để đội cái gì nha. Cái quan trọng nhất, đừng có lo là tại sao ông cấm nhắc tới thánh. Cứ yên tâm, tu để không còn là phàm là ok rồi. Còn cái chuyện mà khi mà nó hết còn là phàm thì nó thành cái giống gì đó là cái chuyện đó mới bố tính không. Nhưng cái quan trọng nhất là tu để là buông, chứ tu phải đi kiếm cái gì cầm lên tay no. Không có. Tu phải đi tìm cái gì mà tu để buông được cái gì, buông càng nhiều càng tốt. Và tu để không còn là phàm nữa là được rồi. Chứ còn đừng nghĩ tới chữ thánh, mệt lắm. Nghĩ tới thánh thấy nó thiền liền chứ cũng ghê lắm. Tại vì có bữa nào thấy ngộ, cái tưởng thánh là kỳ lắm. Đó đúng là giác ngộ, giác nhưng cái giác nó hơi ngộ, không? Giác ngộ. Cho nên là nhớ, cứ cắm đầu tu chỉ để không còn là phàm. Vì cái phàm nó là gì mình biết rất rõ, không có ngộ nhận. Còn cái thánh thì không. Và tu để buông, để coi mình buông được bao nhiêu, chứ phải tu nếu mình tu để mình nắm được bao nhiêu. Và nhớ một chuyện, dầu cho bố thí trì giới phục vụ nghe pháp, nếu hiểu đúng nó cũng chỉ để buông chứ không phải để nắm. Những người tu để cầu phúc là tu để nắm, còn tu để buông là sao? Bố thí nhưng mà chỉ để mài mòn cái lòng bủn xỉn, mài mòn cái ý niệm sở hữu. Phục vụ là vì chỉ đơn giản thương người ta thì người ta cần sự giúp đỡ, chứ phải mình phục vụ để mong mốt mình sinh ra làm ông hoàng bà chúa, người hầu hạ để mình. Đấy. Như vậy thì nghe pháp cũng vậy, nghe pháp thấy mình ngu quá, bây giờ mình nghe cứ biết được điều thì bớt được cái ngu, bớt được cái vô minh, biết được điều thì bớt được cái tà kiến, bớt được cái ngộ nhận, bớt được cái đi não mộng tưởng, không? Như vậy thì toàn bộ cái công đức của mình đó, chính là toàn là một hành trình lìa bỏ thôi. Từ bố thí trì giới ngồi thiền, từ cung kính phục vụ nghe pháp, hồi hướng điều chỉnh tri kiến, tất thảy đều là hành trình lìa bỏ hết. Tu là lìa bỏ vì phải có bỏ mới có giải thoát, bỏ mới có giải thoát. Chỉ có anh giác đóng vô cái cửa nào chứa anh nào, cửa nào chứa anh. Tu là buông, rồi cuối cùng niết bàn cũng là sự bỏ lại hết mọi thứ, không? Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần sau.